Sông Sài Gòn ở Thượng Lưu bắt nguồn từ vùng Hớn Quản của Bình Phước, chảy qua hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh, rồi qua địa phận tỉnh Bình Dương vào thành phố Hồ Chí Minh. Nó chảy đến mũi Đèn Đỏ, huyện Nhà Bè, thì nhập với sông Đồng Nai làm thành sông Nhà Bè. Tại đây, nó tách thành hai nhánh lòng tàu và xoài rạp. Sông Sài Gòn ở Biển Đông qua cửa Cần Giờ, tổng chiều dài là 256 km, đoạn chảy qua thành phố Hồ Chí Minh là 80 km, có lưu lượng trung bình vào khoảng 54 mét khối trên giây. Bề rộng tại thành phố khoảng 225 m đến 370 m, độ sâu có chỗ tới 20 m, diện tích lưu vực là 5.000 km2. Được biết, trước kia khi hệ thống giao thông đường bộ chưa thông suốt, người dân vùng đất Nam Bộ xưa đi lại bằng việc men theo các con sông. Người dân vùng ven ra định làm ăn hay thăm nhau đi theo đường biển vào cửa Cần Giờ, đến ngã ba sông Nhà Bè rồi rẽ vào sông Sài Gòn đến Gia Định. Xưa, sông Sài Gòn là mối giao thông huyết mạch nên có dư dấu ấn vai trò quan trọng trong văn hóa của Sài Gòn, Gia Định và thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Đất Sài Gòn từ thuở sơ khai vốn dĩ đã nhộn nhịp, sau đó trở thành đô thị, trung tâm kinh tế sầm uất. Sông Sài Gòn là nhân chứng của nhiều thuyền tàu từ các địa phương, các quốc gia khác tìm đến để trao đổi hàng hóa. Ngày ấy, chủ yếu là lúa gạo, hàng nông sản. Theo các nhà sử học, sông Sài Gòn xưa là nơi những tàu buôn và ghe thuyền trong và ngoài nước ra vào không ngớt, đầu tàu nối liền, đuôi cột buồm chi chít. Với triều đình nhà Nguyễn, sông Sài Gòn không những có vai trò chiến lược đối với vùng đất Gia Định mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc mở cõi phương Nam và nhiều lần gắn liền với điềm lành được thiên hóa. Năm 1860, người Pháp cho xây dựng cảng bến bờ sông Sài Gòn để làm đầu mối các tuyến hàng hải từ Đông sang Tây. Ngày đó, hai bên sông Sài Gòn nhộn nhịp bởi giao thương làm ăn với thế giới bên ngoài. Cái họ tên Hòn Ngọc Viễn Đông dành cho Sài Gòn cũng ra đời từ đó. Sài Gòn ngày nay đã thay đổi rất nhiều về diện mạo và đang trên đà phát triển. Sông Sài Gòn được xem là một nhân chứng cho sự phát triển ấy. Dòng sông này đã chứng kiến sự thay ra, đổi thịt từng ngày của Sài Gòn. Niềm vui, nỗi buồn hay sự lột xác của mảnh đất này cũng được sông Sài Gòn thẩm thấu. Cách đây hơn 100 năm, chính từ khúc sông Sài Gòn này đã lưu dấu chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Ngày nay, khi hệ thống giao thông đã phát triển, việc buôn bán, vận chuyển trên sông Sài Gòn vẫn tấp nập. Cùng với bến Nhà Rồng, nhà máy đóng tàu Ba Son nằm ngay cạnh sông Sài Gòn, chứng nhân cho sự thay đổi ra đổi thịt của thành phố, chứng nhân cho sự thay đổi ra đổi thịt của thành phố. Cũng trên con sông đó, cụm cảng Sài Gòn là hệ thống cảng bến đóng vai trò quan trọng, cửa ngõ của miền Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Hình thức du lịch trên sông Sài Gòn cũng được lãnh đạo thành phố đặc biệt chú ý. Các du thuyền hoạt động trên đêm, du khách có thể ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh, thơ mộng và nghe về lịch sử trên dòng sông gắn liền với sự phát triển của thành phố này. Khúc sông Sài Gòn chảy qua thành phố uốn lượn, muốn đi vào từng góc ngách của vùng đất này. Dòng sông bây giờ và hiện tại như chính đô thị Sài Gòn nhưng vẫn không hề mất đi tính lịch sử vốn có của nó.